Hello mọi người, thì Medeman sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể thực hiện được một bức tranh phong cảnh mà không phải ai cũng làm được, mà ai cũng làm được hết. Chỉ cần mình biết vẽ là mình, chỉ cần mình có đầy đủ đồ nghề là mình có thể vẽ được thôi. Thì cái mẫu này phải hướng dẫn cho mọi người là mẫu mùa thu. Đó. Thu cuối là thúi. Rồi trước khi bắt đầu vẽ thì mình cần chuẩn bị đồ nghề trước. Thì mình sẽ cần có cọ, màu, vẽ các thứ ha. Cọ thì mình sẽ chuẩn bị những cái cọ như sau ha. Thì ở đây phải có cái cọ bảng. Đó, cọ bảng để mình đánh cái nền. Thì cái cọ bảng này mình có thể dùng size lớn hoặc là size nhỏ gì đó tùy mình. Đó, thì phải chuẩn bị nhiều size luôn ha, size lớn hoặc size nhỏ. Một cây cọ chổi để mình chấm lá cây. Đó, và một cây cọ nén để mình vẽ những cái cành cây như thế này. Đó. Vẽ phong cảnh thì mình sẽ có rất là nhiều loại cọ khác nhau ha. Mình có thể dùng, mình có thể mua nhiều size, nhiều kích cỡ khác nhau tùy vào kích thước mình vẽ bức tranh nó như thế nào mà mình sử dụng cọ cho nó hợp lý. Tại vì vẽ phong cảnh thường thường dùng rất là nhiều loại cọ, cọ xéo, cọ bảng, là cọ tô, rất là nhiều loại ha. Thông thường thì mình vẽ mình cần mấy cây chính thôi, là một cây tô nền, một cây vẽ chi tiết và một cây để mình dặm. Thì cái cây dặm, những cái tán cây này mình có thể dùng những cọ hư cũng được. Thì đây phát có những cọ bị hư như thế này. Đó, những cọ bị hư không? Mình có thể dặm cho nó bung cái nét cọ của mình ra. Đó. Đó, mình có thể dặm cho cái đầu cọ nó bung ra cho nó hư để mình có thể chấm những cái tán cây hoặc bụi cỏ cho cái nét nó nhỏ. Không? Đó, những cái... Màu thì mình sẽ chuẩn bị màu acrylic ha. Thì acrylic này mình có thể sử dụng những cái loại khác cũng được, những loại tiếp cũng được, không nhất thiết là phải đúng loại thì mới vẽ được ha, loại nào cũng được hết. Và một cái quan trọng nữa là khi mình vẽ bằng màu acrylic là mình muốn cho cái màu mình nó lâu khô thì mình cần có một cái khay đựng màu thay vì cái palette ha. Thì mình có một cái khay đựng màu, sau đó Phát sẽ lót một miếng khăn giấy lên trên. Đó, khăn giấy khô hoặc là khăn giấy ướt gì đó tùy mình, mà mình sẽ cho một tí nước vào cho nó thấm nước. Đó, cho nó ướt như đây. Và sau đó mình sẽ mua một cuộn giấy, giấy nến. Thì cái giấy nến này là loại giấy giống như giấy nướng bánh gì đó, giấy nướng bánh lan đó. Đó. Thì cái công dụng của giấy này là khi mình đặt trên đây á, mình sẽ bơm màu acrylic trên đây. Nó sẽ giữ màu rất là lâu khô, thậm chí 5 đến 6 tiếng luôn. Đến khi nào mà nước ở dưới khăn giấy ướt nó khô thì trên đây màu nó mới khô. Thì đây là một kỹ thuật giữ màu bên nail ha, của Phát rất là hay. Nếu mà ai mà vẽ màu acrylic á, mình có thể áp dụng cách này. Chuẩn bị một cái khay lớn, chuẩn bị một khay lớn, sau đó mình sẽ lót khăn giấy ướt hoặc là những cái khăn thấm nước ở dưới, và mình cho miếng giấy giấy nến này lên phía trên. Thì mình bơm màu lên đây, màu của mình sẽ rất là khô, rất là lâu khô ha. Rồi trước khi vẽ thì Phát sẽ quan sát cái mẫu xem là cái mẫu mình gồm những cái tông màu gì, mình sẽ bơm ra những cái màu đó. Thì mình thấy cái mẫu mình có màu xanh, màu cam, màu nâu, màu đen, màu trắng. Những cái màu cần thiết mình cứ bơm ra hết ha. Đó, càng nhiều màu càng tốt. Nếu mình có 20-30 màu gì đó mình có thể bơm ra hết một lần luôn để cho nó nhiều màu, nó đẹp không, chứ mình không vẽ luôn. Đó, mình có bao nhiêu màu mình cứ bơm hết ra, những cái tông màu liên quan cam, xanh, đỏ, tím, vàng gì đó bơm hết ra luôn. Thì bước đầu tiên mình sẽ tô cái nền trước cho nó. Mình quan sát cái mẫu, mình thấy cái nào nằm xa nhất thì mình sẽ tô cái đó. Thì trên cái mẫu của mình gồm có bầu trời, cây, rồi cỏ này kia, đất này kia ha. Thì mình coi cái nào nằm xa nhất mình tô cái đó trước. Thì Phát sẽ dùng cái cọ bảng của mình, cọ bảng lớn để mình tô cái nền cho nó nhanh. Mình sẽ dùng màu trắng và màu xanh pha chung với nhau để tạo ra cái màu của bầu trời. Đó. Nhiều trắng và ít xanh thôi để cho cái màu xanh của mình nó nhạt. Mình sẽ tô hết cái phần nền. Thì trước khi tô thì Phát sẽ chia ra ở dưới là mặt đất, mình sẽ gạch ngang qua cái vùng cỏ màu đỏ đó, mình sẽ chia nó ra làm khoảng 1/4. Còn từ cái đường đó lên trên là bầu trời ha, thì mình sẽ tô hết cái màu xanh phía trên là bầu trời luôn. Tô hết màu xanh. Khi đánh cọ mình sẽ đánh ngang cây cọ ha, chứ không có đánh dọc. Ở phía trên góc của cái bầu trời thì mình thấy nó có một tí màu xanh đậm, mình có thể thêm màu xanh đậm vô một chút để cho cái màu mình nó đậm hơn, và mình vừa tô vừa tán cho nó chuyển xuống.
Tương tự ở phía đất ở dưới thì Phát cũng sẽ tô cái nền đất luôn. Thì đất mà mình thấy cái màu nào nhiều thì mình sẽ tô hết cái màu đó. Màu đất ở dưới là màu nâu, nâu với đỏ, Phát sẽ pha ra màu nâu với màu đỏ. Nâu với đỏ, hoặc là mình có thể dùng đỏ với một tí màu đen cũng được ha, để cho nó ra màu tối. Đó, mình sẽ tô hết luôn. Trong quá trình tô màu nâu thì mình sẽ tán cho nó chuyển vào màu xanh ở phía trên luôn ha. Tán nhẹ cho nó chuyển ra, trường hợp màu đặc quá mình có thể dùng pha một tí nước cho nó lỏng ra. Hoặc là mình lấy cái màu xanh của mình á, mình đánh xuống ngược lại, đảm bảo làm sao cho hai màu đang ướt với nhau thì nó sẽ chuyển màu dễ hơn. Tại vì màu acrylic này nó khô nhanh cho nên rất là khó tán ha. Mình phải để cho nó lỏng lỏng một tí, mình tán nó sẽ dễ hơn. Sau khi có được cái nền rồi mình sẽ đi tiếp bước tiếp theo ha, là mình sẽ chấm những cái cây ở xa, mình sẽ vẽ những cây ở xa. Thì mình quan sát mình thấy cây ở xa nó mờ, thì muốn mờ được thì mình sẽ cho cái màu của mình nó lỏng ra, hoặc là mình có thể pha thêm trắng vô. Ví dụ màu của cây ở xa là bên góc trái đi, bên góc trái là mình thấy màu xanh đúng không, thì mình có thể thêm màu trắng vô hoặc là thêm một tí đen vô cho thành xám xanh ha. Hoặc là những cái tông màu nâu xám này kia mình có thể thêm vô. Mình sẽ dùng cái cọ chổi và pha nó ra cái những cái tông màu xám xám đó. Ví dụ màu nâu đi, rồi mình thêm trắng vô. Đúng không? Dậm dậm cho nó ra cái tông xám xám thôi. Tại vì ở xa nó có một cái lớp sương mờ. Đúng không? Ví dụ mình thấy cái cây nó màu cam đi, thì ở xa nó có một lớp sương màu trắng, trắng xanh mờ. Mình có thể pha thêm trắng vô cho nó mờ ra. Đó. Rồi mình sẽ dậm vô hết ha, dậm vô những cái bụi. Trong quá trình dậm thì mình vừa dậm mình vừa quan sát cái vị trí của nó để làm sao cho nó tự nhiên. Và trường hợp nếu mà dậm ra rồi mà cái nén mình nó đậm quá, mình có thể lấy tay mình đè xuống cho nó mờ mờ ra một tí. Đó. Cứ như vậy mình sẽ dậm hết những cái lớp ở sau cùng ha, lớp xa nhất của cái cây, những cái bụi cây màu xanh, màu nâu rồi màu cam nhạt này kia. Trong quá trình dặm nếu mình thấy cái cỏ mình nó không có làm chủ được á, tức là cái cỏ nó bung nhiều quá, mình có thể đổi cỏ ha. Mình có thể kiếm những cái cỏ nào mà hư tròn như thế này đó, để cái vùng chấm nó nhỏ, nó mình dễ kiểm soát hơn, bằng cách là mình sẽ cho mình đè xuống cái cỏ cho nó bung ra những cái cỏ hư ha. Mình sẽ đè xuống cho nó dặm dặm xuống cho nó bung cái đầu ra, đúng không, dặm cho nó hư mẹ luôn đó, cho nó bung cái đầu ra. Rồi mình cứ chấm ra những cái màu đó, cứ như vậy phải sẽ chấm hết luôn một lần luôn, là những cái chỗ màu xanh, màu cam, màu nâu, nói chung là những cái tông bụi cây ở xa đó. Mình cứ dặm ha, từ sáng đến chiều là sẽ xong thôi, không sao hết. Trong quá trình dặm mình sẽ quan sát kỹ ha, những chỗ nào mà nó bị hở cái nền màu trắng nhiều quá thì mình dặm dặm cho nó lấp kín lại, đừng có để nó hở cái nền bầu trời nhiều quá thì nó sẽ không có đẹp. Trường hợp những cái bụi cây này của mình nó đậm quá, nó rõ quá thì mình sẽ có cách xử lý là làm cho nó mờ, bằng cách là mình sẽ pha màu trắng của mình, pha cái màu trắng của mình cho nó lỏng ra. Pha màu trắng mình lỏng ra, cho nó lỏng ra nước luôn, chảy nước luôn. Đó, mình sẽ phủ lên trên những cây của mình để làm tạo thành một cái lớp sương mờ. Đó, hiệu ứng rất là hay. Thay vì mình đi nhạt nó không được ha, thì mình có thể phủ một cái lớp trắng mờ để làm sương mù. Nếu mình thấy cây mình xấu quá, mình có thể đi màu trắng mình lấp luôn hết luôn, mình vẽ lại cũng được. Rồi có được cái nền cây ở xa rồi, mình sẽ đi tiếp là mình sẽ vẽ những cái cành cây, những cái thân cây ở xa luôn. Thì những thân cây ở xa nó cũng sẽ mờ ha, thì mình sẽ dùng tông màu xám. Mình sẽ dùng tông màu nâu xám thôi, hoặc là màu xám cũng được. Và dùng cái cọ nét nhỏ để mình vẽ cho cái nét mình nó nhỏ, nó phù hợp. Đó, phải sẽ pha cái màu xám của cái cây. Trường hợp cái dù cái màu xám mình nó đậm á, mình có thể pha lỏng ra để đi nhạt cũng được ha. Đó, màu xám.
cây nằm ở vị trí nào mình cứ đi y chang như vậy, mình không có cần thiết phải giống mẫu, mình không cần thiết phải giống hệt mẫu ha, mình cứ đi theo cái cảm nhận của mình thấy nó chỗ nào mình thêm chỗ đó, và mình muốn thêm những cái cây vị trí mình muốn mình cứ thêm vô, đảm bảo làm sao cho những cái nét cây nó tự nhiên một tí, gốc phải to và ngọn phải nhỏ ha. Có nhiều bạn vẽ cái cây mà cái ngọn nó to mà cái gốc nhỏ xíu à. Có được những cái cành, những cái thân rồi, mình sẽ tiếp tục dặm những cái tán cây ha. Mình sẽ dùng cây cọ tròn lúc nãy, cây cọ bảng này để mình chấm, là mình dặm những cái tán cây nằm ở trên những cái cây nằm xa này. Mình quan sát những cái tán cây này, mình thấy những cái tông màu nhiều, rất nhiều tông màu ha, từ cam, từ nâu, từ vàng, từ xanh, thì mình sẽ lựa cái tông nào mà tối nhất mình chấm cái tông đó. Tương tự trong quá trình đang chấm những cái tán cây, phải sẽ chấm luôn ở phía dưới là những cái phần cỏ màu đỏ, những cái phần cây cỏ màu đỏ dưới mình cứ chấm theo kiểu là mô phỏng thôi ha, những vị trí sáng tối mình cứ chấm ra, không có cần biết nó là cỏ gì ra, tại vì mình đâu có cần biết đâu đúng không, mình chỉ cần mình chấm là nó mô phỏng ra, nhìn nó không gian nó đẹp là ok rồi đó. Những chỗ tối chỗ sáng, tối thì mình thêm đen, còn sáng thì mình thêm trắng hoặc là thêm vàng, thêm cam này kia. Rồi có được xong rồi, mình sẽ đợi nó khô ha để mình trồng tiếp. Thì bước tiếp theo phải sẽ trồng lên những cái cây cuối cùng, là những cái cây to nằm gần. Thì những cây gần thì mình sẽ vẽ cho nét nó đậm lên, đậm đen luôn và nó không có mờ ha. Thì cách vẽ cũng tương tự những cây nằm xa thôi, mình cứ đi cái thân cái cành ra và sau đó mình dùng cái cọ mình chấm tiếp, cứ chấm hoài ha, và vẽ nhiều cái cành cây cho nó tự nhiên một tí, cành phải nhỏ. Muốn vẽ được cái cành mà đẹp á thì mình phải ăn chân gà nhiều vô cho nó rung tay, không rung cái nét nó ra nó mới ảo đó. Cứ như vậy mình sẽ vẽ hết những cái thân, những cái cành cây của nằm gần ha, chắc chắn là nó sẽ không giống y chang mẫu rồi ha. Nhưng mà trong quá trình mình vẽ, mình tự cảm nhận, tự feel theo cái trí tưởng tượng của mình, những cái cành cây mình muốn bố trí ở đâu thì mình cứ quạt đại vô nó ra sao kìa bà đó. Tương tự với những cây bên đây, cũng đi cái thân, đi cái cành ra, vẽ cành cứ rung rung tay này tí. Rồi Phát cũng sẽ tỉa chi tiết lên trên của cái thân cây luôn ha, bằng những tông màu xám. Mình nhấn xám trước, thì sau đó chỗ nào sáng hơn thì mình có thể thêm trắng vô, rất là dễ. Và mình sẽ chấm tán cây lên phía trên cho nó. Thì tán cây nằm gần thì mình thấy có màu nâu, màu cam, màu vàng, mình sẽ chấm cái tông màu nâu trước, màu tối trước, tại vì những chi tiết nó nằm chồng lên nhau đúng không, thì mình sẽ chấm tông màu tối trước, là màu sáng mình sẽ chồng lên sau đó. Trong quá trình chấm mọi người nhớ cẩn thận ha, đảm bảo làm sao cho cái cọ mình chấm nó phải ra nét nhỏ nhỏ, nó nhuyễn nhuyễn nhìn nó mới đẹp, chứ chấm vô nó riêu ra nguyên cục màu luôn là hư luôn. Đó, phải chấm cho nét nó bung ra và nhớ là rõ nét ha và đậm nét, tại vì cây nằm gần nó phải rõ, nằm xa nó phải mờ. Chấm xong lớp tối rồi, mình sẽ nhấn lên những cái lớp sáng là những cái tông màu cam, rồi tới tông màu xanh, rồi tới tông màu vàng là cuối cùng. Và nhớ là khi mình chồng lớp thì mình phải chừa chừa ra một tí ha, chứ không phải là chấm màu nâu xong rồi chấm màu cam che hết màu nâu là không được, mình phải tự feel, tự cảm nhận để chừa ra từng cái khoảng cách của nó, làm sao cho cái tán cây mình nó tự nhiên. Càng sáng thì chi tiết nó sẽ càng ít lại. Dễ cái bước này chứ ngồi chấm từ sáng đến chiều thôi, rất là dễ ha, ai cũng có thể làm được. Đó. Những chỗ sáng thôi thì Phát sẽ thêm màu cam hoặc là màu vàng thì chấm cho nó sáng lên.
Rồi tương tự ở dưới cái bờ cỏ phía dưới luôn, phải cũng sẽ chấm luôn. Sau khi chấm xong hết tán cây rồi, mình sẽ dùng màu đen hoặc là màu nâu để mình nhấn lại những cái cành cây. Mình muốn cho những cái cành nào nó nằm chồng chồng lên nhau mình có thể nhấn nhá lại, hoặc những cái cành nào bị mờ mình có thể nhấn lại cho nó đậm nét hơn, nhìn nó có chiều sâu hơn. Cuối cùng mình phát sẽ trang trí thêm ở phía dưới của cái bờ đất ha, thêm một cái bụi cỏ phía dưới nó đi đó, chấm thêm vô cho nó cứ đi. Những chi tiết nào mà chồng lên nhau á, từ tối ra sáng mình cứ đi một tối trước, là mình sẽ chồng từng lớp lên, cam rồi cam nhạt rồi vàng rồi trắng đó. Sau khi chấm xong hết rồi, cuối cùng mình sẽ điểm thêm ha, điểm thêm cho cái bức tranh mình nó ảo hơn, bằng cách là mình sẽ dùng một cái bàn chải đánh răng, mình sẽ búng những cái màu lên, ví dụ cái bờ dưới là màu đỏ luôn, mình sẽ búng màu đỏ lên để cho nó ra những cái hạt nhỏ như thế này. Và tương tự như vậy mình sẽ búng trên những cái phần tán cây luôn. Như vậy là xong ha, phát xin dừng video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ha, để mình có thể theo dõi thêm những cái bài học mới nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Bye bye.